Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn ăn một món mới, đó là bún cá mòi nha các bạn. Nguyên liệu thì chúng ta có hai hộp cá mòi, hành băm, hành tím băm với tỏi băm ha, một cái hành tây, vài tép sả, vài trái cà và 1/4 trái khóm ha, rồi bún, rồi ba trái cà chua thì chúng ta sẽ sắc nó ra. Mình nấu một nồi nước, mình bỏ giò heo vô, mình hầm cho nó mềm các bạn. Rồi củ hành thì mình sắc làm tư, mình bỏ vô nước nè, cho nó ra nước ngọt. Cà thì mình sắc muối cao một trái thì để hồi mình bỏ vô sao cho nó đẹp. Còn hai trái này thì mình sắc hột lựu. Rồi cái mình bỏ vô trong cái nước luôn cho nó ra cái màu đẹp đó các bạn. Cái này mình thích ăn giò heo, tim hoặc chả, thích cái gì thì để cái nấy, còn người ta làm thì người ta chỉ để cá mòi không à. Mình một lon cá mòi thì để một nguyên con, còn một lon thì mình dầm ra hết các bạn. Mình cho cái nước nó ngon các bạn, nó đậm đà, nó thơm nữa. Trong lúc làm thì chúng ta bỏ vô cái nồi nước súp luôn các bạn. Sả thì chúng ta đập dập dập, còn khóm mình cũng bỏ vô trong đây luôn đó. Mình nấu nó sôi lên, cái giò heo nó mềm rồi cái khóm với cái sả nó ra nước thơm lắm các bạn, thơm nứt nhà luôn các bạn. Rồi giờ bắt cái chảo lên nè, cho hành tím băm với tỏi băm vô mình xào, mình xào cá mòi các bạn. Khi tỏi với hành nó vàng thì chúng ta bỏ cá mòi vô xào cho nó thơm. Bởi vì khi mà nấu bún xong cái mùi nó không có bị tanh đó các bạn. Lúc đầu mình tưởng làm bún cá mòi là chắc tanh lắm, không ăn được đâu. Nhưng mà mình làm kiểu này ăn rất là thơm luôn. Bỏ vào đây một chút xíu xì yếu, chút xíu bột ngọt, chút xíu đường để cho nó đậm đà các bạn. Có xì yếu nó bán mùi tanh đó các bạn. Rồi mình gấp 4 cái con cá ra, còn lon kia thì mình tán nó ra cũng xào vậy đó các bạn. Mình gấp 4 con thôi, rồi mình để lên bún. Rồi sau khi nước mình sôi lên nó mềm, cái giò heo mình đổ cá mòi vô, chờ cho sôi thì chúng ta vớt ba cái củ hành nãy ra nè, nó ra hết nước ngọt, mình vớt bỏ, vớt sả ra luôn các bạn. Rồi mình nêm nếm cái nước lại vừa khẩu vị gia đình mình ăn á, rất là ngon nha các bạn. Lúc này giò heo mình mềm rồi nè, người ta không có nấu bằng giò heo thì người ta nấu lẹ lắm các bạn. Rồi giờ mình nêm vô đây nửa muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh đường phèn nha các bạn. Mình nấu súp là mình nhớ nêm đường phèn nha, không nêm đường thường của mình nha. Cái đường phèn nó ngọt thanh rất là ngon các bạn. Các bạn nêm nếm vừa khẩu vị gia đình mình ăn là được rồi. Rồi chúng ta bỏ cà vô. Nổ ta lấy giá nè, rau muống nè, bún nè. Bún mình mua về ăn là mình trụng lại trên các bạn. Mình nấu nồi nước sôi bỏ bún vô luộc lại vì ta bóc tay đồ dơ á. Rồi mình để topping lên, để cá nè, để giò heo, để tim, để chả rồi lên. Rồi cứ mình chan nước vô rồi mình trang trí nó. Bỏ hành phi lên các bạn, nó rất là thơm. Bỏ ớt lên, bỏ rau thơm lên. Nhìn tô bún của mình hấp dẫn chưa? Các bạn đói bụng chưa nè? Trời, thử làm cho gia đình mình ăn đi ha. Rất là ngon luôn các bạn. Các bạn không có nấu giò heo thì các bạn cứ việc nấu bằng cá mòi không cũng được nữa. Nè, con của mình nó ăn nó thích ghê luôn. Rất là ngon luôn các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.